Anh em là em sử dụng con đẩy 804XS. 804 thì công suất rất vừa phải, con này công suất chỉ là 800W. Mỗi kênh 800 anh em nhé. Ở đây em chọn hai kênh đánh con súp cho căng. Một kênh thì cũng có thể đánh. Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em xin giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình karaoke đồng bộ của lưới Gautic. Đó là một bộ karaoke trị giá 38 triệu anh em nhé. Với cấu hình karaoke này thì cũng tạm gọi là cao cấp anh em nhé. Đều sử dụng những thiết bị rất là ok và chất âm cực kỳ tuyệt vời anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm cái chất âm nghe nhạc trước. Và em sẽ thử tiếng mic luôn anh em nhé, để anh em cùng nghe cái tiếng mic của nó như nào anh em nhé. Thử tiếng mic trước và tí nữa em sẽ hát. Sáu bảy tám chín một hai năm sáu bảy tám chín một hai năm sáu bảy tám chín. Tiếng rất là nảy anh em nhé. Đó thì mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của bộ cấu hình này, với bộ cấu hình chọn bộ là 38 triệu anh em nhé. Với bộ cấu hình này thì em sử dụng cái bộ mic, ở đây em sử dụng mic xin lỗi tất cả anh em, BS800 anh em nhé. Bộ mic này giá chỉ ngoài 3 triệu một chút nhưng mà chất âm tuyệt vời anh em nhé. Và xin giới thiệu với tất cả anh em một cấu hình như này. Đó. Với bộ cấu hình này thì đầu tiên anh em có thể nhìn thấy cái dàn máy nó rất là chất đúng không ạ? À, dàn máy của lưới Gautic và đồng bộ màu đen nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Loa thì em sử dụng cặp loa S12 anh em nhé. Một trong những cái cặp loa mà em đánh giá chất âm của nó rất là hay. Rất là hay. Cặp loa này sử dụng bát neo anh em nhé. Bát neo thì nó sẽ rất là nịnh cái tiếng ca của mình. Đó, và sơn sần cát anh em nhé. Sơn sần cát anh em có thể nhìn thấy cái lớp sơn sần này rất là đẹp, chống bụi, chống nước. Nếu mà bị bụi anh em lấy cái bàn chải đánh qua thì tí là hết bụi luôn. Và rất là đẹp. Cặp loa này giá hiện tại đang là 13.500.000 đồng anh em nhé. Cặp loa này là một dòng cao cấp của lưới Gautic. Chất âm của nó tuyệt vời luôn anh em nhé. Sơn sần cát. Cặp này sử dụng bát neo và chất âm của nó thì khẳng định với anh em là khỏi phải chê luôn. Anh em có thể nhìn thấy nó đẹp từng góc cạnh luôn anh em nhé. Nói chung là chơi cặp này thì anh em khỏi phải nghĩ về cái giọng ca của mình. Nó sẽ rất là sáng, sạch sẽ anh em nhé. Sơn sần cát. Và anh em có nhu cầu mua loa nhỏ hơn thì đây là S10, bát 25 đây. Còn đây là bát 30, S12. Đây em đang chơi một cặp S12 anh em nhé. Đó. Tiếng rất là chi tiết đúng không ạ? Và súp ở đây em sử dụng con súp bát 40. Đó là con súp TVK15S anh em nhé. Bát 40. Và con súp này là một trong những chiếc súp mà tiếng bát của nó xuống rất là sâu. Và nó bổ trợ giải bát cho cặp loa S12 này. Vì như anh em biết loa full thì cái giải đáp tuyến của nó không xuống được sâu. Đấy, vì tiếng nó rất là sáng nó không xuống được sâu. Thì đảm nhiệm về phần bát trầm thì ở đây có súp TVK15S anh em nhé, bát 40. Là một trong những chiếc súp mà bán rất là chạy trong dịp Tết vừa qua. Đấy, nói chung là chất âm của nó rất là hay anh em nhé. Anh em có thể đeo tai nghe thấy tiếng bass, tiếng chất rất là rõ ràng đúng không ạ? Nói chung là với bộ cấu hình này thì kể cả anh em nghe nhạc đều và hát karaoke đều hay hết anh em nhé. Đi vào với cấu hình này thì giới thiệu với anh em là em sử dụng con đẩy 804XS. 804 thì công suất rất vừa phải, con này công suất chỉ là 800W. Mỗi kênh 800 anh em nhé. Ở đây em chập hai kênh đánh con súp cho căng. Một kênh này cũng có thể đánh được, nhưng mà đây em chập vào cho đỡ bị dư thừa. Và hai kênh này mỗi kênh cho một chiếc loa anh em nhé. Đó. Nói chung là chơi thì khỏi phải nghĩ luôn. 804 thì con này thì chất âm của nó rất là sáng rồi.
Và thêm nữa là nó rất là ổn định anh em nhé. Chơi con này cực kỳ ổn định luôn. Đó, bền bỉ. Đó, rất là bền bỉ và ổn định. Và rất là đẹp anh em có thể nhìn thấy ạ. Nói chung chơi con này là anh em khỏi phải nghĩ anh em nhé. Khỏi phải nghĩ về cái chất âm của nó. Và khỏi phải nghĩ về cái độ uy lực của nó như nào. Chất âm hay, uy lực và độ bền tốt, độ bền cao. Đó, tiếp theo là con quản lý nguồn PS9.2. Con này thì anh em có thể thấy đây. Ok chưa? Rất là nhiều chức năng. Đó, chỉnh delay cho từng cổng, có ngày tháng. Và có thể sử dụng cái Protect này để anh em với điện yếu quá thì nó không có tự ngắt, và điện khỏe quá nó cũng tự ngắt cho anh em nhé. Ổn định, rất là ổn định luôn. Các mốt chế độ đó, hiển thị thời gian, số vôn. Nói chung là chơi con quản lý nguồn này thì nó rất là ok. Có luôn cả automat và có lọc nguồn luôn anh em nhé. Có lọc nguồn thì có một cái lọc nguồn ấy thì nó làm cho mình cái điện của nó ấy, nó ổn định anh em nhé, ổn định và nó không bị nhiễu tạp, thì làm cho cái chất âm của bộ dàn nó sạch sẽ hơn anh em nhé. Mỗi một kênh đều có một dơ le bảo vệ, và đây có một cái automat để anh em có thể là sử dụng. Còn mặt trước là điện 24/24 nhá. Điện này thì anh em có thể là sạc pin hoặc sạc laptop, hoặc là anh em cắm những thiết bị ngoại vi vào. Đó, chiếc quản lý nguồn này giá 2.200.000 đồng anh em nhé. 2.200.000 là một trong những cái giá nó rất là ok cho anh em. Và tiếp theo nữa xin giới thiệu với anh em đó là con vang. Ở đây em sử dụng con vang D5, con này của Chipat sản xuất anh em nhé, Chipat Siso ấy. Con này được bảo hành lên tới là 3 năm anh em nhé. Con này thì cho tiếng vợt rất là hay, echo reverb cực kỳ là mềm mượt. Đó, nói chung là chơi con này thì anh em khỏi phải nghĩ về cái chất âm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chất âm là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là độ bền của nó, bảo hành lên tới 3 năm. Đó, bảo hành lên tới 3 năm mà cái chất âm của nó thì tuyệt vời rồi. Tôi được khẳng định rất nhiều anh em chơi con này rồi đúng không ạ. Chơi con này thì cái chất âm reverb rất là mềm. Đó, nhiều chức năng, tiếng nhạc rất là chi tiết tách vạch, và nói chung là dễ điều chỉnh và bảo hành dài. Đấy, bền bỉ anh em nhé. Đồng bộ này là đều màu đen hết. Và bộ mic ở đây em xin giới thiệu với tất cả anh em là bộ mic BS800. Bộ này thì lúc đầu em cũng nói cho anh em rồi đúng không ạ. Giá là 3.600.000 anh em nhé. Xin lỗi tất cả anh em, con vang này là 4.100.000 bảo hành 3 năm. Và con mic ở đây là con mic BS800, có đầy đủ cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt anh em nhé. Đầy đủ cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt. Và như anh em đã thể thấy là con này em lắp những cái bộ cấu hình trên 30 triệu lắp nó rất nhiều. Cái chất âm của nó rất là hay anh em nhé. Rất là hay, êm ái và giảm hú tốt này. Có cảm biến gia tốc, có cảm biến tự ngắt này, sóng ổn định này. Đã có video là sóng rất là ổn định anh em nhé. Test thử cho anh em rồi. Và đây là một trong những bộ mic mà đáng chơi anh em nhé. Đáng chơi, đáng chơi cho gia đình và anh em chơi sự kiện nhỏ cũng có thể chơi thoải mái anh em nhé. Đó, karaoke gia đình này, sự kiện nhỏ này, hoặc là anh em chơi karaoke kinh doanh, chơi ngon luôn anh em nhé. Và giá bình dân, giá chỉ 3.600.000 thôi. Thì chọn bộ cấu hình như này thì như anh em thấy giá chỉ có 38.000.000 thôi anh em nhé. Súp, full và cấu hình rất là chất. Đấy, và cuối cùng em mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận cái chất âm của bộ cấu hình này anh em nhé. Em sẽ hát thử cho anh em nghe luôn. Đấy, em sẽ để lên cái giá và sẽ hát thử luôn cho anh em. Rồi ok, sẽ thử luôn cho anh em. Anh em có thể đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của bộ cấu hình này nhé. Tiếng cực kỳ là trung thực, rất là bay anh em nhé. 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9. Chỉ còn cần em một giây phút thôi.
một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp cơn côi. Đôi đôi lòng lòng chiều mưa nhớ biển xanh vẫn xanh, người đi sau đời. Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ, em ơi bao giờ mới được gần nhau. Lệ này cho anh hay lệ này cho em, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay buồn đời đối tiếng, đêm cuối cùng bên nhau chắc em sẽ buồn. Thuyền anh chưa rời bến, chắc em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời là về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương ngày vui. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.